đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hầm nung đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn nhà mình qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp được nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hầm nung đau vô cùng đớn đau. Chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn nhà mình qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hầm nung đau vô cùng lớn. Rồi là thấy tương lai tròn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tăng thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá cây mùa thời gian biến đổi như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Vào năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền linh. Và ban điều hành gia đình Andre giáo phận Xuân Lộc
thành kính thân yêu cùng quý tăng hiếu. Thánh lễ cầu nguyện trong đa minh sẽ được dâng tại tòa giám mục Xuân Lộc vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2016. Kính mong tăng hiếu hiệp dân để cầu nguyện trong đa minh thành kính phân yêu. Long khánh ngày 24 tháng 5 năm 2016, ban điều hành gia đình Andre, linh mục Vinh Sơn, Đặng Văn Tú. Phân yêu của cộng đoàn giáo xứ Tân Mai kính gửi gia đình tăng hiếu ông Đa Minh Đỗ Văn Khương. Được tin ông Đa Minh Đỗ Văn Khương là thân nhân của gia đình tăng hiếu và là ân nhân của giáo xứ Tân Mai, đã về với Chúa ngày 23 tháng 5 năm 2016. Cộng đoàn giáo xứ Tân Mai xin chân thành chia buồn cùng các quyến, nguyện xin Thiên Chúa là che chở lòng thương xót bao dung, tha thứ và thanh tẩy, sớm đưa linh hồn ông Đa Minh về hưởng hạnh phúc nước trời. Trong tâm tình trên cảm tạ, giờ đây cộng đoàn giáo xứ dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn ông Đa Minh sớm được nghe Thánh Chúa. Thành kính tân yêu Tân Mai ngày 27 tháng 5 năm 2016, thay mặt cộng đoàn giáo xứ Tân Mai, linh mục Giuse Phạm Sơn Long, chánh xứ Tân Mai. Cũng như nơi Adam, mọi người đều phải chết, thì nơi
hai ấy đều theo thứ tự của mình. Người đầu tiên là Đức Kitô, sau đó là những người thuộc về Đức Kitô. Vào ngày người lại đến, rồi đến lúc cùng tập là cái người trong vương quốc lại cho Thiên Chúa làm cha. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi quân thủ dưới chân người. Thì khi họ sự đã quy phục người, thì bây giờ Chúa Con cũng sẽ quy phục tấn đã mọi sự quy phục mình, để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Thế nhưng đối với Chúa Giêsu và nhất là những kẻ
đã tin vào Ngài được gì? Ra đi là chính là để trở về với nhà của cha của mình, ngôi nhà đầm ấm và hạnh phúc. Các thật sự thì ở thế gian này, bất kể những kẻ từ khi tin nhận Chúa Giêsu thì kẻ tin ấy đã được ở trong nhà cha và ở trong chính cha rồi. Nhưng chỉ khi ngày người ta đang đi như ông ta đi ngày hôm nay, khi chính quyền thế gian này, con người xác thịt của mình, con người quá cố mới đến cùng cha một cách hoàn toàn và bước vào nhà cha thật sự để bắt đầu một cuộc sum họp sum vầy bên cha. Với Chúa Giêsu, khi trở về nhà cha là cái ngày được trao trả tất cả mọi quyền năng trên trời dưới đất. Vậy thì ông đã minh thầy lá cố của chúng ta khi về cùng nhà cha là khi ông gặp lại được Chúa Giêsu, đấng ông đã tin tưởng và yêu mến trong suốt cuộc sống trần gian. Và nhất là
để chuẩn bị cho ngày xuân vầy trong hân hoan bất tận. Đau buồn là lẽ thường tình của con người, tiếng nói đó là lẽ tự nhiên của một con người, nhưng thiên ý rằng ông Đàm Minh được về cõi an nhàn, chúng ta phải biến nỗi buồn này thành một niềm vui, và cuối cùng chúng ta đừng để ông phải buồn vì không thấy con cháu của mình tiếp tục phấn đấu và bước đi trên con đường Giêsu để có thể về nhà cha cùng với ông. Chắc chắn ông cũng muốn tất cả mọi người trong cộng đoàn chúng ta được đoàn tụ với nhau trong nhà cha vĩnh phúc. Xin cho tất cả chúng ta trước sự ra đi của ông Đàm Minh, chúng ta cùng nghiêng nói gương mất trước, chúng ta cũng biết lắng nghe lời Chúa để chúng ta bước đi trên đường lối của Ngài. Lạy Chúa, hôm nay chúng con xin Chúa thương nhớ đến tội lỗi Chúa
là của ông anh Nguyễn Tuấn Văn Hương, mà hôm nay ông xuất gọi các bạn đầu này để đối chúa xin ban cho kẻ đã chết như con chúa để được sống lại như người. Trên trời phân Thank you.
che chắn bên con trước cơn bão tố. Cha yêu quý thánh cao trong lòng con, là thêm sáng, là thắp rồng, là kim cương trong lửa rực muôn màu. Cha là đất nước, là nắng mưa nuôi con một đời. Cha là tiếng sáo, là dòng hò cho con nụ cười. Cha là nghiêm khắc, là thiết tha bằng người. Cha là bóng mát che cho con suốt cả đời con. Cha là duy nhất một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng một bầu trời bao la rộng mở. Cha là sống biết tràn ước mơ thương yêu dạt dào. Cha là cánh gió nâng con lên tới tận trời cao. Một đóa hoa hồng thắm tươi lòng son, con xin kính dâng lên người. Lòng cha sâu lắng cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như ánh thái dương tỏa sáng soi lối con đi đến nơi hạnh phúc. Cha trong lòng con là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cha là duy nhất một trái tim cho con nhịp thở. Một bầu trời bao la rộng mở. Cha là sóng biếc tràn ước mơ thương yêu dạt dào. Cha là cánh gió nâng con lên. Chúa là ông đang minh được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, người giao hòa với Chúa Cha được đấng chân chiên ôm vào lòng,
cho về đoàn tụ cùng vua muôn đời để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Lạy ta thánh của Chúa, xin hãy đến cứu chúng. Lạy ca tiền thần Chúa, xin hãy đến gặp linh hồn này. Xin đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan đấng tối cao. Chúa Kitô là đấng đã gọi đa mình, xin đón tiếp đa mình. Xin các thiên thần dẫn đưa linh hồn này vào lòng Abraham. Xin đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan đấng tối cao. Lạy Chúa, cho linh hồn này đường yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn này. Xin dâng linh hồn này lên trước tôn nhan đấng tối cao. Lạy ca thánh của Chúa, xin hãy đến. Đón tiếp và dẫn linh hồn này lên trước tôn nhan đấng tối cao. Lạy Cha đất nhân từ, chúng con xin có dâng linh hồn đa minh cho Thánh Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn ông đa minh sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ân nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện và mở cửa thiên đàng cho tôi tên Chúa là ông đa minh, và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, để ngày mọi người thánh ngộ trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tới Chúa là ông đa minh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin các thiên thần dẫn đưa đa minh vào thiên đàng, và khi tới nơi xin các thánh tử đạo đón tiếp và hướng dẫn đa minh vào thành thánh Jerusalem. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tìm còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Xin Chúa tỏa năng đấng của tôi tới Chúa là ông đa minh ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lại xác tôi tới Chúa trong lòng đất để tôi tới Chúa trở về với nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ có chết sống lại để sẽ biến đổi thân xác hư hẹn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Và chúng ta xin trao gửi người anh em chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa về chốn bình an của người và cho thân xác tôi tới Chúa đây được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tới Chúa là ông đa minh. Lạy Chúa, Chúa đã thương Lazaro xin, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đoái thương ban cho linh hồn đa minh được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên
làm cho người chuông có lòng vui cay. Xin đoái thương đưa linh hồn Đa Minh vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin đoái thương cho linh hồn Đa Minh được vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng tôi tớ Chúa là Đa Minh trong tiệc thánh mình mau Chúa. Xin đoái thương nhận linh hồn Đa Minh vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho chúng con đang thương nhớ ông Đa Minh được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa xin lấy làm nhân từ thương đến tôi tới Chúa là ông Đa Minh đã qua đời mà tha phạt các hành vi của tôi tới Chúa. Khi còn sống tôi tới Chúa đã có lòng ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Và ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu. Vì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tới Chúa để chung họp với đoàn ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Đa Minh được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Đa Minh. Từ chốn huyền thành ngũ tôi mong tiếng bao linh hồn không than niềm thành tin dâng mẹ nhân ái nguyện mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha ban này từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân mới tháng năm thank you.
Phải dài nữa. Đi vô không phải đâu ngồi đi nữa rồi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi. Cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca. Cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.
Hiếu. Chân thành cảm ơn các quý vị đã tiến đưa Linh Cửu, ông Đỗ Văn Phương, gia đình. Chúng tôi chân thành cảm ơn. À, giờ đây để tỏ lòng tiếc và chia sẻ nỗi buồn của gia đình chúng tôi, tôi xin kính mời các quý vị thân tộc nội ngoại về dùng bữa cơm thanh đạo với gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin kính mời.